Thì tôi tin tưởng Ngài là một vị Phật, bởi vì Đức Thầy có nhắc: ta thừa dưng sắc lĩnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, hay là ta thừa dưng sắc lĩnh của trời cùng ông Phật Tổ giáo đời khuyên dân. Dạ. Vì vậy tôi nhận định kỹ là Thầy là một vị Phật, nên chọn quy y Tam Bảo, tu hành theo giáo lý Phật giáo cho đến ngày hôm nay, và quyết chí làm tất cả những việc từ thiện Thầy đã dạy, và hành trì tu niệm, dầu cho trải qua sóng gió khổ cực cỡ nào tôi cũng cố gắng để làm theo. Thậm chí tôi kể đây cũng là một sự thật. Dạ. Thì một hôm tôi có chở sau lưng một bao gạo 50kg và một miếng kiến để đi làm ngôi hồng ân Tam Bảo cho cô bác. Yeah. Thì giữa đường gặp một chú này độ khoảng gần 30 tuổi. Chú chặn xe, rồi chú khi không tôi không quen biết gì mà chú quánh hết ba thôi. Yeah. Tôi vẫn ngồi bình yên không trả lời, niệm Phật trong lòng và hỏi chú ơi được chưa để tôi đi. Thì xong chuyện là tôi lên ga tôi đi, chứ tôi không nói gì hết. Dạ. Vì vậy cho nên sự tu hiền, Đức Thầy đã dạy tu là sửa đổi, hiền là mình phải nhịn nhục tất cả chuyện gì xảy đến với mình cũng phải gắng làm hiền, để trọn vẹn niềm tin tưởng của Đức Thầy để chỉ dạy tất cả chúng sanh. Dạ. Dạ, vậy là cái vị đó là có quen biết nhau mà tự nhiên cho đánh chú ba là sao? Không có quen biết gì chân á. Nghĩa là tôi đang đi vậy nè, rồi chú chạy xe ngang, chặn đầu xe lại. Dạ. Yeah. Là lại bước tới là quánh tôi ba thôi gì đó, chứ không có nói không có gì, không quen biết gì hết. Rồi chú ba không có thưa kiện gì chứ hả? Không thưa kiện, không phản kháng, không nói gì hết. Tôi vẫn ngồi chui tay gì nè. Để yeah. cho chú quánh ba thôi. Rồi tôi mới nói chú ơi được chưa tôi đi nghe chú. Thì chú bước lui ra là tôi chạy luôn. Dạ. Yeah. Không nói gì. Vậy là chú ba quy y theo đạo Thầy đó là lúc chú ba bao nhiêu tuổi chú ba? Tôi 2005, tôi cũng không nhớ là bao nhiêu tuổi nữa. Yeah. Tôi nhớ là 2005. Thì năm nay là tôi để coi 2005 nay là 16 năm rồi đó. 16 năm. Dạ. Yeah. 16 năm thì chắc lúc này là tôi 4 ngoài hả chú ba ha. Dạ. Yeah. À, 48 qua. Bao nhiêu 48. Tuổi? Năm nay. Năm nay 68 à. 68 vậy là 16 năm là lúc đó 52 rồi. Ừ, 52 à. Dạ, thì hôm nay cũng chú ba gặp cái duyên lành, gặp chú ba thì chú ba có chia sẻ đôi điều về Phật pháp để mà cho bà con nghe, để mà bà con có thể là nương theo cái giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy để mà tu hành đó chú ba. Dạ, chú ba chia sẻ. Dạ. Dạ, hôm nay thì cũng có nhân duyên gặp hai đệ từ phương xa đến đây để trao quà cho tất cả chúng sanh, cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa ở địa phương xã Thổ Sơn, Hòn Đất. Vùng này quê hương nghèo, rồi đạo pháp lu mờ, ít có hiểu được cái lời dạy của Phật của Thầy, cho nên khổ lắm. Vì vậy hôm nay được cái nhân duyên các đệ đến đây và tu hiền thì thường khi ở đây đó, tôi cũng đi gặp đồng đạo chỗ này chỗ nọ, đôi khi trao đổi này khi thì tôi cũng có nhận định lời dạy của Đức Thầy hành qua hai điều. Điều yeah. thứ nhất mà Thầy dạy tu hiền, hoặc là niệm Phật phải dẹp lòng tà, nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì trí. Một lòng niệm Phật để cho tâm tánh thanh tịnh, niệm Phật cái tâm thanh tịnh lặng trang sáng rỡ, rõ ràng mình biết những chuyện gì chánh hay tà, để mà không có sai lạc. Vì vậy nên tôi thường khi tập qua lời dạy của Thầy đó là đi đứng nằm ngồi niệm Phật, chứ quên không đợi gì thời khắc. Vì mình niệm Phật, tất cả những việc tà kiến nó đến với mình thì mình biết mình tự ngăn chừa liền, không có để cho nó phát triển trong tâm. Cho nên tâm của chúng ta thường hay sanh vọng tưởng đủ thứ chuyện, không thể yên định được. Nhờ Nam Mô A Di Đà Phật đã dẹp cái lòng tà, ngăn định được tất cả những phiền não trong thâm tâm, thương buồn giận ghét nên dẹp bỏ. Nhờ phải dẹp hết lòng tà, tham sân si chớ để trong lòng. Niềm tham vọng trong tâm của chúng ta nếu còn thì nó sanh ra tất cả những cái phiền não, thương ghét giận hờn, nó cứ đi tới mãi mãi làm cho chúng ta bất an. Cho nên hãy cố gắng nghe lời Phật dạy, nghe lời Thầy dạy. Thường khi Đức Thầy đã chỉ đó,
Nghĩa là chúng ta gắng cố gắng nghe kinh niệm Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Tức là Phật lúc nào cũng chờ đợi chúng sanh lo tu hiền làm lành ngay thẳng để trở về con đường chân chánh. Dạ. Vì vậy là tôi cứ hành theo và làm theo. Đôi khi ai nói gì nói tôi cũng cười cười niệm Phật cho nó qua cho nó xong. Thì sự tu hành của tôi là nó vậy đó. Dạ, theo như chú Ba thì chú Ba tin Đức Thầy là như thế nào mà lại quy y theo đạo của Thầy? Sau khi tôi đọc bài Sứ Mạng, rồi đọc qua trong 4 quyển của Thầy, thì tôi nhận định Thầy là một vị Phật. Chỉ có Phật mới là có một cái sứ mạng thiêng liêng cao cả, và lời của Phật cao siêu đưa tất cả chúng sanh về con đường giải thoát tột đỉnh. Không có lời nào mà không có cái tôn giáo nào mà đưa chúng sanh giải thoát hết, chỉ có đạo Phật. Cho nên tôi nhận định Thầy là Phật. Dạ, Phật. Nhưng mà Phật nào chú Ba có thể cho con biết được không chú Ba? Dạ, thời xưa thì tôi cũng có nghe những vị lớn tuổi kể là Phật Thích Ca có thọ ký cho Đức Di Lạc. Dạ. Đến qua thời kỳ Hạ Quân Mạt Pháp đó. Dạ. Xuống để lập hội Dung Long Hoa. Dạ. Thì ngày hôm nay Đức Thầy ra đời để lập hội Long Hoa, dạy tất cả chúng sanh, thì Đức Thầy mình là Phật Di Lạc, chứ còn không ngoài ra Phật Di Lạc. Bởi vì Thích Ca thọ ký cho Phật Di Lạc thì đâu có ai mà vô đây thay thế Phật Di Lạc được. Chỉ có Đức Thầy ngày hôm nay là rõ ràng là dựng hội Long Hoa là Thầy, mà Thầy là Phật Di Lạc để xuống, chứ không còn ai nữa. Cái đó là ý nghĩ của tôi, biết là tôi nhận định gì đó. Theo như chú Ba là chú Ba nhận định là Đức Thầy là Đức Phật Di Lạc lâm phàm xuống đây. Sau này thay thế Phật Thích Ca làm giáo chủ của Ta Bà của thời kỳ này. Bây giờ là ngài chuyển kiếp khoảng bao nhiêu lần rồi hả chú Ba? Dạ, ngài chuyển kiếp thì từ ngày tôi đọc giảng của Thầy thì tôi biết thật sự đây là 5 kiếp, nhưng mà nhiều. Bởi vì Đức Thầy cho biết là ta điên thở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời buồn cùng lỗ ngoài gia. Tức ngài đã nhận định thời từ tam hoàng thượng cổ, ngài đã có nhận cái sắc lệnh xuống để chỉ dạy chúng sanh tới thời kỳ này. Cho nên Thầy có nói là nhiều kiếp ta đã hy sinh vì đạo, nào quản sát thân kiếp chót này đây, tức là cái kiếp Đức Quỳnh Giáo Chủ là chót, không còn tái sanh nữa. Dạ, tức là Thầy đã chuyển kiếp nhiều nhiều lần rồi để mình dạy giáo hóa chúng sanh rồi. Tại mình người phàm mắt thịt, mình không có thấy, mình không có biết. Đúng rồi. Đôi khi mình biết mình cũng giả lời không biết cả. Thì cái pháp tu mà của chú Ba hiện nay đó là chú Ba hành những cái pháp nào, tịnh độ hay là thiền hay là cái hành của chú Ba tu á? Thì theo như tôi đọc giảng của Thầy, tôi kinh nghiệm đó là Đức Thầy dạy đó, thiền định song tu, hoặc giả là những việc từ thiện, trong đó nó có pháp môn thiền và định. Bởi vì khi để làm việc từ thiện, chẳng hạn như mình làm cầu hay cất nhà, thì để chỉ chuyên tâm suy nghĩ việc lành để cất một cái căn nhà cho cô bác người ta có che mưa che gió, không còn sự khổ sở của mưa lạnh bão tố gì nữa đó. Thì tức là mình chỉ suy nghĩ về việc lành rồi thành tâm niệm Phật, nó sanh ra thiền, thiền định song tu và từ thiện, nó nằm chung ba điều. Vì vậy cho khi mình không cần phải ngồi thiền, mà không cần phải là ngồi niệm Phật định tâm tại chỗ 1-2 tiếng, 2-3 tiếng gì, đi đứng nằm ngồi niệm Phật vẫn là thiền định. Tâm thanh tịnh là thiền định. Thiền và sanh định luôn, định sanh điện, nói vậy đó. Rồi phước huệ song tu, phước huệ song tu. Theo cái lời dạy của Thầy là cái người cư sĩ tại gia mình là vừa tu vừa hành việc thiện. Phước huệ song tu ấy, Phước huệ song tu. Cho nên Thầy có dạy cái câu là đứng trung can hành thiện chi kinh, là mình đọc giảng tìm hiểu nghĩa về làm theo đắc đạo, tức là làm theo lời chỉ của ngài. Ngài rày gặp ta thì nay đã quy y Phật giáo Hòa Hảo, thì chỉ một lòng một dạ hướng đến giáo lý của ngài và hành theo lời ngài để chỉ dạy. Chứ tôi không có chạy ở đâu hết, chỉ có biết là giáo lý của Thầy thôi.
như thầy có nói về hội Lâm Hoa là chú Ba có thể chia sẻ về cái hội Lâm Hoa sau này như thế nào chú Ba? Dạ, hội Lâm Hoa thì theo như tôi nghĩ cũng ít điều mình không dám nghĩ sâu hơn. Dạ. Bởi vì nó cũng nằm về cái dạng là thiên cơ. Dạ. Cho nên thầy chỉ dẫn là hội Linh Hoa Lâm Hoa đến sau này đó, người hưởng cuộc đời an lạc đó, gặp Phật ra đời tu hành mau đắc đạo đó, hưởng sự thái bình đời hội Long Hoa, con người rất là thanh nhàn hưởng thọ 10.000 tuổi đầu không bạc, đến ngày giảng sanh là biết cái ngày của mình để đi vô một cái rừng bỏ xác rồi được giảng sanh. Vì cái cõi lành này đó được Phật dạy cho mình tu hiền cho tới ngày lâm chung, chứ không có hơn thua tranh đấu như thời kỳ này. Vì đời đó đó chỉ có một là đạo Phật, chứ không có đạo nào khác. Dạ. Chỉ một đạo Phật mà thôi. Vì đạo Phật không sanh ra chiến tranh, còn nhiều đạo thì còn hơn thua tranh đấu. Dạ. Nhưng đến lập hội Long Hoa chọn cái người hiền đức sau này đó, chỉ có một vua và một đạo Phật. Nó nghiêm dạ. chỉnh vậy. Vì vậy thì mới thấy bình thịnh trị được ha. Dạ, mới thấy bình thịnh trị đúng là vậy. Dạ. Bây giờ là cái hội Lâm Hoa là tới sau này những người mà còn sống ở hội Lâm Hoa thì sẽ được một cái tuổi thọ rất là cao, chứ không có phải như vài chục tuổi như bây giờ mà đã mất chứ bà. Dạ, tuổi cao lắm. Dạ. Cho nên thầy có cái câu này nè. Ông ba thì ông cho biết đó, ông nói sau này đó đời này đó là hạ quân mặt pháp này đó, đời này gọi là bay rồi thành lại nên tuồng, đó là lời thầy dạy. Dạng dân hưởng được nước nguồn ma ha, tức là nước nguồn ma ha này là đại đạo của Đức Phật thời kỳ đó, lúc nào cũng chỉ dạy chúng sanh không bao giờ đi lạc vào đường tà nữa. Dạ. Bởi vì có đạo Phật không ạ. Dạ. Ừ. Còn là ông ba thì ông nói hoại rồi lập lại mới nên, tức là cái đời này nó hoại rồi lập lại mới nên, tức là đời hưởng được cái sự an lạc tu niệm của Phật trời chỉ vậy, không còn sợ lo hơn thua tranh đấu nữa, đâu đâu cũng an lạc thái bình, nhà nhà được cơm no áo ấm, không còn tranh đua hơn thua nữa. Cho nên ai gắng lo tu hiền niệm Phật làm lành sao sẽ được hưởng cuộc đời an lạc. Yeah. Kẻ hưởng đức sau này được hưởng hép thần linh của Đức Di Đà, lại được gần bể ngọc Long Sa, coi chư bất tranh giành cháu báo. Lúc sau khi xong chuyện là người hiền đức được hưởng muôn điều hạnh phúc. Đến thời kỳ đó, đến thời kỳ đó là gọi là thời kỳ Lâm Hoa Thánh Đức chứ bà. Dạ, Lâm Hoa Thánh Đức. Dạ. Theo như bây giờ chú ba, những cái người mà muốn có mặt trong hội Lâm Hoa Đức đó, thì mình phải làm sao mới có mặt được chú ba? Chú ba giải thích cho con cháu được biết chú ba. Dạ, nếu người có mặt ở Thượng Ngôn Thánh Đức á, thì Đức Thầy đã chỉ dạy đó, ăn hiền ở lành, làm việc ngay thẳng, không lòng gian dối một chút nào hết trơn, thì được về để với quả lành. Tức là giữ làm sao được trọn lành trọn sáng trong 8 điều răn cấm. 8 điều răn cấm này của Đức Ngọc Đế, nếu ai giữ đặng sẽ được về giữ hội Lâm Hoa. Dạ. Tám điều răn cấm nó như thế nào chứ ba? 8 điều răn cấm đó thì điều thứ nhất á. Dạ. Thì chúng ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á thiện, chơi bời, theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Tức là tam can là vợ chồng đó, chúng ta phải hòa thuận cho đến thác, không nên gây gỗ, không nên là lớn tiếng hò hét để cho con cháu mình học hỏi, mà phải ăn nói hiền lành ngay thẳng, có cái tấm lòng đạo đức, con cháu nó bắt chước. Mình giữ được cái điều này, sớm ghiền phải ôn hòa vui vẻ thuận thảo, không nên mít lòng. Yeah. Đó là đạo làm người. Đạo làm người giữ chọn đã xong thì mình cũng được về sống đời Thượng Quân Thánh Đức. Yeah. Đời Thánh Đức đó nó có nhiều cái ân huệ mà Đức Ngọc Đế ban cho lắm. Vì vậy cho nên trong 8 điều răn cấm đọc qua thì như vậy thật sự, chứ cái người hành ít có lắm. Yeah. Vì đa số là người ta chạy theo đời, đua che theo vật chất kim tiền, vì vậy cái nhân nghĩa nó bỏ đi. Mặc dù là vậy nhưng mà về nhà thì ít có khi ai mà hiền lành mà giữ chọn trong gia đình được hạnh phúc ấm no, tôi thấy là lộn xộn dữ lắm. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Điều thứ hai đó
ta phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chữ tu hiền chân chất không được hơn thua tranh cãi với ai một điều gì, chúng ta phải nhịn. Thường khi nhịn là nhục, nhưng mà phải nhịn, nhịn là vinh quang. Nó vinh quang chỗ này, điều thứ nhất, nó không xa sanh ra chuyện lớn, không đưa tới cái chỗ đánh lộn, xô xát với nhau. Mình và cái người gây lộn nó không nói gì, con cháu nó binh nó sanh ra chém giết tù tội, rất là khổ não. Thay vì nhịn nhục một chút mà nó là bình an vô sự, mãi mãi không có phiền phức gì hết. Dạ. Ừ. Còn điều thứ ba đó, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ giờ xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Tức là khi chúng ta nghèo hay giàu cũng lấy cái nhân nghĩa làm đầu, thương yêu lẫn nhau, nó mới đúng vào cái chân lý của nhà Phật. Nhà Phật thì biểu mình thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Cho nên người nhận định được giáo lý của thầy thì phải học và phải hiểu và làm theo lời ngài chỉ dạy, đừng có sao lãng, gán hành trì sao thầy ủng hộ và có chư thần độ cho. Cho nên thầy có nhắc chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình, sau khi lâm nguy gặp chuyện thì có Phật có trời gia hộ độ không sai. Điều thứ tư, chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì lời nói của chúng ta nó nằm trong cái khẩu nghiệp rất nặng. Nhiều khi chịch một chút chiếu ưa người ta ưa kêu trời hơn là niệm Phật. Đúng đó, rồi, nó xảy ra chuyện đó. Dạ. Vì vậy cho nên phạm lỗi vô tình mà mình không hay, cho nên phải cố gắng trao cái thâm tâm của mình và hàng ngày nhớ nói chuyện phải nghiêm chỉnh, đâu nói ra đó đàng hoàng, đừng có sai lệch. Vì vậy phải giữ trang nghiêm cái lời nói, không nên kêu trời mà mang lỗi. Điều thứ năm, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa. Nhiều khi giận trong gia đình hay là bà con dòng họ gì đó, cái thề thốt kêu thần thánh này kia nọ là mình mang một cái lỗi vô cùng không thể gỡ được. Vì khi mãn kiếp hồng trần á, mà thầy cho biết là phước nhiều tiên cảnh lên trời, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm tê, tức là làm tội vô tình mà mình không hay. Cho nên niệm Phật thì giữ cái lòng thanh tịnh và dẹp lòng tà là ngay chỗ này. Khi mình khởi lên là mình biết liền, là mình dẹp liền. Vì vậy cho nên á, Phật tâm, tâm là Phật, Phật là tâm, thầy thường nhắc. Tức là Phật tâm là chủ nhân ông, mà mình cứ chạy theo dục lạc ở bề ngoài, cho nên quên mất đi cái ông chủ nhà của mình, quên đi tâm Phật của mình, làm những điều sai lệch mà không hay. Nay trở về nội tâm thanh tịnh đặng trang sáng rõ, rõ ràng biết để mình hiểu và đi cho nó đúng nơi đúng chỗ, đừng sai lệch mà phải mang tội với trời đất. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúc kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Đức thầy cho biết, nghĩa là trồng cây lành dị quả thơm tho, ti không thấy mà sao chẳng mất. Niệm Phật làm lành không thấy có gì nhưng mà có. Bởi vì thầy kêu mình ráng tìm cái không mới có là không. Vì tiền tài vật chất danh lợi bây giờ thì nó nhiều, nhưng mà cuối cùng không đem được gì theo hết, chỉ có hai điều, tội và phước. Cho nên làm hiền lành niệm Phật thì thua xúc tất cả mọi người, nhưng mà có về sau, nó an dưỡng cho tâm linh. Còn cái xác thân mình phải bỏ về cho thân tứ đại chứ không còn gì hết. Thế trần là tạm giả, nó gạt đời mình hết kiếp này tới kiếp khác, duy truyền mãi mãi không có thể thoát ly được trong sáu đường sanh tử luân hồi. Nay đã nhận định được giáo lý của Đức Thầy dạy, phải gắng cố gắng thi hành, sẽ có Thầy ủng hộ và chư thần độ cho. Nên tu một kiếp, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, nó không còn khổ nữa. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng. Vì vậy cho nên tất cả những chúng sanh, loài vật đều có cái tâm linh, đều có cái linh hồn, đều có cái cuộc sống. Nên hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng, cho nên không sát sanh chúng. Mà sát sanh cúng để là
cho tà thần mà mình phải chịu quả báo nghiêm chỉnh. Bởi vì lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Nếu mình làm việc thẳng ngay thì sau này sẽ hưởng được muôn điều phước lợi. Còn sát giết thì phải trả cái mạng sát giết. Ăn một mạng trả một mạng, chặt một dao phải đền một dao, chứ không có chạy khỏi đó. Vì nên cố gắng phải sửa đổi, phải là suy nghĩ hàng giờ mình phải là gán lo niệm Phật để trừ cái lòng tà của mình. Và còn điều thứ sáu đó, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Vì tiền bạc giấy quần áo nó là giả, nó là từ đời nhà Đường mà duy truyền tới ngày hôm nay, cho nên tất cả bà con của chúng ta vì theo cái này mà nó duy truyền hoài, ai cũng tin. Bây giờ cái giấy tiền vàng bạc này nó giả nè, bữa nay là mẹ ông tạo cái này, mai ông tạo cái kia, dời đổi mãi mà mình cứ tin theo đó là dị đoan mê tín, không có ích lợi gì. Đốt tiền này để tiền đó mình gieo duyên lành cho những người đói lạnh đói rách, giúp đỡ những người khốn khó, thì các thiết duyên này nó sẽ độ được cho gia đình chúng ta hạnh phúc, củ quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh là nhờ cái phước duyên mình đã tạo. Không nên làm theo những điều tà mị nữa mà trở về con đường lành, ngay thẳng chân chánh, gắng đi. Và còn điều thứ bảy, đứng trước một việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi mới phán đoán việc ấy. Tức là khi đã nhận định qua nghe một cái lời nói nào đó, mình phải phân biệt kỹ rõ ràng hai bên chân thật, không nên nghe một phía này hay là nghe một phía này rồi phán đoán sai lệch mà mình mang lỗi không hay. Bởi vì khi mình phán đoán tức là lỗi về mình chứ không có lỗi gì người ta. Cho nên hãy cố gắng suy nghĩ cho cạn cùng, trở về con đường chánh định để cho cái tâm chúng ta đừng sai lệch. Điều thứ bảy là cây cầu bước sang cực lạc, nên hãy cố gắng vững chắc mà đi. Như cái đường thứ bảy là một cái sự sáng suốt trong cái sự tu hành, cũng như là chánh kiến đó các bạn ha. Dạ, đó là chánh kiến đó. Cho nên đó là mình về cực lạc hay không cũng điều thứ bảy đó, có hai điều suy xét mà. Chánh tà, mình đi về chánh thì về được cực lạc, mà về tà thì sẽ trở về địa ngục, nó khổ vậy đó. Thấy vậy đơn giản nhưng mà cái cầu cực lạc rất là nguy hiểm. Con người ta thường khi đó nghe rồi cái nổi giận lên, không có suy xét gì trên. Khi nói làm gì đó tới chừng mà suy xét kỹ lại cái đó không phải thì lỗi mình đâu mà. Rồi muốn cho nó hết lỗi thì cũng không làm sao hết được. Vì khi tạo là phải trả. Bởi vì mới nói, thầy mới nói là lực nhân quả thật là cao diễn, không có lọt được ai hết chứ. Nếu mình làm phải chịu thôi. Và điều thứ 8, tóm tắt, chúng ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, nên trở lại cứu giới chứng tranh. Vì những ai giữ được 8 điều đăng cấm này đó, chúng ta giảng sanh cực lạc vẫn còn nghiệp. Gì hả? Dạ. Vì cái Đức Phật ban bố cho thời kỳ này đó là kỳ xả tội, nay còn một lúc ta chẳng tu, đã có hưởng nhờ gặp giảng kinh trần, cứ làm trồng bông phiển thì giống chi hưởng nấy. Tức là sau khi mình được giảng sanh đó, học đạo trở lại cứu giới, những cái linh căn mà mình đã tạo, đã sát hại, nay đã trả nợ. Dạ. Có thể bây giờ dây tiền người ta cho mình đi phương xa làm ăn xong rồi cái trở về trả nợ. Trả nợ. Đó vậy đó. Cho nên thời kỳ này đó là một cái nhân duyên lành của Đức Phật ra đời để chỉ dạy chúng sanh là kỳ xá tội, nay còn một lúc sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ, là nhờ cái chỗ này. Chứ còn nếu mà không có kỳ xá tội, không có kỳ hội long qua đời này nữa ha, chúng sanh khổ không thể lên được. Dạ. Vì vậy phải nhớ kỹ rồi chúng ta đi cho nó chúng về. Bởi vì nợ đó thì có ai nói không trả được, không phải trả, nhưng mà có thể để đó mình đi làm có tiền nhiều trở về trả liền đó. Trả từ từ hết, trả từ từ đó. Đó là phước duyên của thầy ban cho mà. Dạ. Thầy nói là thời kỳ là thời kỳ đại ăn xá cho hả? Dạ, đại ăn xá. Dạ. Cho nên cái người mà được tu vào giáo lý Phật giáo hòa hảo đó là nhân duyên lành lớn lắm đó nha. Duyên lành rõ được phùng điên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần đó. Chắc kiếp trước mình cũng có gieo duyên lành gì đó, ngày nó hôm nay mới được gặp Phật gặp thầy chứ không phải chân đơn giản đâu. Yeah.
Thank you.